thành phẩm của chị em mình từ sáng giờ. Bây giờ chị Linh mời Phúc dùng. Đây là rau để mình dùng với bánh xèo, rau vườn của mình trồng á. Bánh xèo thì vừa thơm vừa béo, đặc biệt là bánh xèo nhân của hủ dừa và nấm mối. Thì đây là lần đầu tiên mà em được thưởng thức luôn, được trải nghiệm và em cảm thấy thật sự rất là ngon luôn á. Hy vọng là em sẽ có thời gian trở lại thăm chị Linh cũng như là trở lại xứ dừa để có dịp thưởng thức nhiều món ngon ở vùng đất này hơn nữa. Rồi, chị cũng cảm ơn Diễm Phúc đến đây để trải nghiệm và thưởng thức bánh của chị làm.